Hầu hết mọi người thừa cân, khi tham gia tập luyện đều mong muốn giảm cân giảm mỡ. Bên cạnh những người thành công, thì cũng có nhiều người bị tăng cân sau khi tập luyện, và việc này khiến họ bị nản lòng. Dưới đây là một vài lý do phổ biến, cho các bạn tham khảo. Gia tăng cơ bắp. Cái này thì ai chả thích đúng không nào? Với những người xưa nay ít tập luyện, hay lười vận động, thì khi tập lượng cơ bắp của họ có sự gia tăng đáng kể. Đặc biệt là người đang tập kiểu hypertrophy, và tiêu thụ đủ protein, có chế độ ngủ nghỉ phù hợp, thì bạn có thể thấy khối lượng cơ tăng lên nhiều hơn. Vì cơ bắp dày đặc hơn chất béo, nhưng nó chiếm ít không gian hơn. Điều đó có nghĩa là nếu bạn tăng cơ, trọng lượng cơ thể của bạn có thể tăng lên, ngay cả khi bạn đang giảm mỡ. Thông thường lượng cơ bắp gia tăng, ở mỗi người thường khác nhau, có người tăng nhiều có người tăng ít. Nhưng thông thường không quá, 1 ký cơ một tháng ở nam giới, và 0.5 ký cơ một tháng ở nữ giới. Bạn nên nhớ người mới thì cơ mới tăng nhiều vậy, thời gian sau thì cơ bắp sẽ tăng chậm lại. Tích trữ nước. Giữ nước là nguyên nhân phổ biến gây tăng cân tạm thời. Phụ nữ ở thời kỳ kinh nguyệt, đặc biệt là giai đoạn trước và trong kỳ kinh nguyệt, dễ bị biến động về trọng lượng cơ thể trong suốt cả tháng do thay đổi nội tiết tố và họ dễ bị tích nước. Ngoài ra việc tích nước cũng xảy ra khi bạn nạp nhiều natri vào chế độ ăn uống của mình. Theo nghiên cứu, tiêu thụ thực phẩm nhiều muối có thể làm tăng trọng lượng cơ thể. Đặc biệt với một số người rất nhạy cảm với natri thì họ có thể giữ lại nhiều nước hơn. Muối ở đây không chỉ là muối bạn nêm nếm trong nấu ăn, mà nó còn là các loại muối ẩn trong thực phẩm và đồ uống đã qua chế biến mà bạn tiêu thụ. Viêm sau khi tập. Chắc các bạn mới tập nặng, hoặc là mới bắt đầu tập lại sẽ hiểu cảm giác cơ bắp bị hơi sưng và cứng sau buổi tập. Người ta thường gọi tình trạng này là Exercise-induced muscle damage EIMD. Là một hiện tượng tạm thời, xảy ra sau khi tập các bài mới hoặc bài tập cần nhiều nỗ lực. Nói một cách rất đơn giản, tập thể dục đặc biệt là tập tạ làm tổn thương các mô cơ. Quá trình sửa chữa xảy ra sau khi tập thể dục cho phép cơ bắp của bạn phát triển và mạnh mẽ hơn. Nhưng trong khi chờ đợi, tình trạng viêm xảy ra ở các mô do sự tích tụ của các tế bào bạch cầu. Tình trạng viêm và tích tụ chất lỏng này có thể gây nên tình trạng tăng cân tạm thời sau khi tập luyện. Biểu hiện là bạn có thể bị DOMS hay đau cơ khởi phát chậm. Nó gây ra cảm giác đau nhức gia tăng vào hôm sau hoặc thậm chí 2 ngày sau khi tập luyện, do ảnh hưởng của quá trình viêm và sửa chữa đang diễn ra trong cơ thể. Chế độ ăn uống. Nếu trước đó bạn từng ăn low carb hoặc tập quá nhiều các bài tập làm cơ thể bạn cạn kiệt glycogen, thì sau khi tập luyện bạn nạp carb. Nó giúp phục hồi glycogen trong cơ và gan. Đối với mỗi gram glycogen dự trữ, cơ thể sẽ giữ lại 3 gram nước, và việc này khiến bạn bị tăng cân sau tập. Đây là một quá trình hồi phục bình thường và lành mạnh, vì vậy bạn không cần phải tránh nó làm gì cả. Okay. Nạp thừa calo. Nguyên nhân này thì chắc mình không cần phải nói nhiều, thì ai cũng biết phải không? Việc này ngày càng phổ biến, khi nhiều người tập theo các video có khả năng gây lú trên mạng. Họ tin rằng tập mấy bài tim mạch tầm 20 đến 30 phút là đốt được 400 hay 500 calo. Và rồi sau đó họ ăn như cái máy, ăn như hạm, thì tăng cân là điều chắc chắn. Vì nếu bạn nạp nhiều calo hơn mức bạn tập, bạn sẽ không thấy được hiệu quả giảm cân mà bạn đang hướng tới. Đặc biệt nên nhớ để giảm cân thì cần thâm hụt calo, nhưng nó phải ở mức cho phép không thấp hơn BMI. Và khi có tập luyện, phải tăng lượng đạm mình cần nạp lên. Nice. Nhiều người tính kiểu, giảm 3.500 calo là giảm được tầm 0.45 ký mỡ. Vậy giờ muốn giảm 1 ký, thì cần giảm 7.780 calo. Mà mong muốn là giảm được 1 ký mỡ trong 10 ngày, thì mỗi ngày phải giảm 780 calo. Ví dụ người đó đang có TDEE là 1.700, thì cắt bớt 780 calo, mỗi ngày chỉ ăn 920 calo thôi. Rồi tập luyện điên cuồng, là giảm mỡ nhanh chóng được. Cái này là tào lao, là ngáo ngơ. Việc này sẽ không giúp ích được gì cho bạn, và dù có giảm được ít cân giai đoạn đầu, thì nó cũng không bền vững cũng như không tốt cho sức khỏe. Thông thường thì việc tăng cân sau tập luyện là chuyện khá bình thường, vì để giảm cân bạn cần quan tâm nhiều đến chế độ ăn của mình, chứ không phải là tập luyện điên cuồng. Khi mà bạn đã có một chế độ ăn phù hợp, lịch sinh hoạt hợp lý,
thì các nguyên nhân gây tăng cân tạm thời sẽ hết, và cân nặng của bạn có thể sẽ bắt đầu giảm. Tuy nhiên bạn cũng đừng chỉ biết nhìn vào cân nặng, mà đánh giá hiệu quả tập luyện. Mà hãy quan tâm đến các yếu tố khác như tinh thần và thể chất bạn thay đổi ra sao? Thành phần cơ thể bạn có tốt lên không? Sức mạnh, sức khỏe tổng thể có tăng không? Mong rằng bạn đã có thêm được những thông tin hữu ích. Ok, nếu bạn thấy video hay thì like, thì chia sẻ và đăng ký giúp mình. Bye bye guys.